Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đội vốn bị trì hoãn, bị kiện, làm sao các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội có hiệu quả đây. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông được lên lịch bàn giao cho thành phố Hà Nội trước ngày mùng 10 tháng 11 để thành phố đưa vào vận hành thương mại. Ngay trước thời điểm này, nhiều báo trong nước như báo An ninh Thủ đô đã có bài bình luận cho rằng hiệu quả của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ được thấy rõ ngay sau khi hệ thống giao thông đô thị hiện đại này đi vào hoạt động. Cụ thể, tờ báo này cho rằng dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng ngày càng cao ở Hà Nội, đồng thời góp phần quan trọng trong việc giảm ách tắc giao thông. Tuy nhiên, cũng với dự án này, vào tháng 9 năm 2021, báo Thanh Niên đã đặt câu hỏi rằng đây là dự án đội vốn hàng trăm triệu đô nhưng tại sao chính phủ vẫn cố thực hiện cho bằng được. Đồng thời, tờ báo Thanh Niên còn có những bình luận về tín hiệu quả khi tuyến đường sắt này đưa vào vận hành thương mại. Liệu chính phủ có vội vã đưa đường sắt Cát Linh Hà Đông vào hoạt động hay không? Hiệu quả của nó sẽ như thế nào? Cũng là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông được lên lịch bàn giao cho thành phố Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 để đưa vào vận hành thương mại. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khi trả lời đài FA hôm 3 tháng 11, đưa ra nhận định như sau. Tôi thì chỉ dự báo thôi, còn để đánh giá thì phải có thời gian vài năm. Chỉ cần tính vốn bỏ ra bao nhiêu, thu hàng năm bao nhiêu, trừ chi phí còn bao nhiêu, rất đơn giản. Nhưng ở Việt Nam có câu ngạn ngữ, dân gian vẫn nói một cách quá trình. Thành công thì đầu có xuôi, đuôi mới lọt. Đầu mà mắc mớ thì đuôi khó lọt. Còn vướng mắc thì tôi cho rằng đó là tài chính, nó rất mù mờ và không ai hiểu nó thế nào cả. Vậy vốn đội lên rất nhiều thì vận hành con đường này đến bao giờ mới thu hồi được vốn đầu tư đã bỏ ra, rồi từ bao giờ mới có lãi, hết khấu hao, vân vân. Cũng theo lời giáo sư Đặng Hùng Võ, việc đội vốn với cách quản lý dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông thì chắc chắn quá trình thu hồi vốn như ông vừa nêu sẽ rất gian nan. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt năm 2008 là 8,7 ngàn tỷ đồng, tức là tương đương 552 triệu đô la. Trong đó vay Trung Quốc là hơn 400 triệu đô la. Ban đầu dự kiến năm 2013 vận hành dự án. 8 năm sau, vào năm 2016, dự án được điều chỉnh lên hơn 18 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 9,2 ngàn tỷ đồng so với mức tổng đầu tư được phê duyệt ban đầu. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh Hà Đông đã chạy thử từ năm 2015 và Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ khai thác vào quý 4 năm 2018. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 11 năm 2021 mới khai thác chính thức được. Tuy nhiên, mặc dù nói vậy nhưng chất lượng chưa biết thế nào, trong đó phần vốn vay của Trung Quốc cũng lên con số 13,8 ngàn tỷ đồng, tương đương với trên 669 triệu đô la. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã trễ hẹn vận hành thương mại hơn 10 lần. Dự án này trước đây được chính quyền Hà Nội kỳ vọng nhiều nhất nhưng lại vướng quá nhiều bê bối về điều chỉnh vốn đầu tư cũng như trục trặc kỹ thuật và kéo dài thời gian do tổng thầu EPC của Trung Quốc không tuân thủ theo các quy định của nhà đầu tư. Không chỉ có dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đội vốn trong công trình thi công mà cuối tháng 10 năm 2021, theo báo cáo chính phủ gửi Quốc hội về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, có đến 5 dự án nhiều lần điều chỉnh mức đầu tư và tổng số vốn đội lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây chính là tiền thuế của người dân, đáng nhẽ người dân được hưởng. Cụ thể, đó là các dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương tại thành phố Hồ Chí Minh, Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo tại Hà Nội. Theo số liệu từ nhà báo nhà nước, dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đã tăng 26.400 tỷ đồng. Vào năm 2007, dự án có tổng mức đầu tư là 17.387 tỷ đồng. Tới năm 2011, tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên tới 47.325 tỷ đồng. Dự án tàu điện bến ngầm Bến Thành - Tham Lương có tổng mức đầu tư tăng tới 21.700 tỷ đồng. Năm 2010, dự án có mức đầu tư là 26.116 tỷ đồng và năm 2019 lại được điều chỉnh lên một mức rất cao
tới 47.890 tỷ đồng. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có tổng mức đầu tư tăng tới 9.200 tỷ đồng. Vào năm 2008, dự án có mức tổng đầu tư là 8.700 tỷ đồng, và năm 2017 được điều chỉnh lên 18.000 tỷ đồng. Dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội tăng khoảng 10.000 tỷ đồng, đầu tư ban đầu 780 triệu euro, sau đó điều chỉnh tăng lên rất nhiều. Đây là hình ảnh dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên. Dự án tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo tăng hơn 16.000 tỷ đồng. Dự kiến đầu tư ban đầu là 19.500 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên tới 35.000 tỷ đồng. Tuy vậy, dự án Cát Linh - Hà Đông có nhiều tai tiếng nhất vì điều chỉnh vốn và phải rời ngày hoạt động thương mại tới hàng chục lần mà vẫn không xong. Dù dính nhiều bê bối nhưng cuối cùng dự án này vẫn sẽ được bàn giao cho chính quyền thành phố Hà Nội trong vài ngày tới, mặc cho chất lượng ra sao, người dân đi thì phải chịu may rồi. Việt Nam sẽ đối mặt với các vụ kiện trong khi báo chí nhà nước đang tung hô việc đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp vận hành thương mại, thì một bên liên xoanh giữa nhà thầu Hyundai và công ty khác của Hàn Quốc cùng hãng xây dựng cơ sở hạ tầng của Ý Kela đang đòi thành phố Hà Nội phải bồi thường tới 114,7 triệu USD vì chậm trễ trong việc hoàn thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội là tuyến Nhổn ga Hà Nội. Tờ Nike Asia loan tin trong ngày 2 tháng 11, đồng thời cho biết liên doanh nhà thầu Hàn Quốc Ý dự định sẽ đưa sự việc ra trọng tài quốc tế nếu khoản thanh toán gần 115 triệu đô la không được phía Việt Nam thực hiện. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khi trả lời đài FA vào ngày 3 tháng 11 cũng đưa ra nhận định như sau. Tôi thấy đó là một việc rất đáng tiếc, chứng tỏ năng lực quản trị của các cơ quan quản lý và các dự án này rất yếu kém. Tôi cũng không biết ai phải chịu trách nhiệm và để dẫn đến hậu quả này, nhưng chắc chắn hai bên sẽ phải đưa ra tòa trọng tài xem xét xử lý. Dẫu sao thì đấy cũng là những thiệt hại về vật chất cũng như về mặt danh dự và uy tín của các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam. Đây là hình ảnh dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đang vận hành thử nghiệm, tuy nhiên khả năng sẽ lỡ hẹn vận hành cuối năm nay. Nike Asia đã dẫn lại nguồn tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam cho rằng theo kế hoạch, dự án Nhổn ga Hà Nội sẽ dự kiến được hoàn thành vào năm 2018, nhưng sau đó đã bị hoãn đến tháng 12 năm 2022. Nguyên nhân được phía Hà Nội đưa ra là do chậm trễ trong công tác giải tỏa, thu hồi đất. Chia sẻ tiếp quan điểm của mình về vấn đề này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói rằng Việt Nam thì vấn đề giải phóng mặt bằng là rất khó khăn, bởi vì đất thì sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện, nhưng quyền sử dụng thì người dân có và người dân xây dựng trên đó là tài sản của mình. Thế thì để giải phóng mặt bằng thì phải đền bù, tái định cư, vân vân. Những vấn đề đó rất phức tạp vì giá nhà nước thì rất thấp, trong khi giá thị trường thì rất cao. Nếu không cẩn thận sẽ có chênh lệch giá, số tiền này chảy vào túi ai thì cho đến nay chưa được giải quyết thấu đáo. Thực tế đã có khá nhiều quan chức đã trả giá vì sự chênh lệch giá đó. Việc các dự án đường sắt đô thị Hà Nội cứ bị trì hoãn, đội vốn hoặc đối mặt với các vụ kiện từ các nhà thầu ngoại sẽ khiến chính quyền Việt Nam đổ thêm bao nhiêu tiền nữa đây? Thật sự, ai sẽ phải gánh chịu các khoản chi phí đội thêm này? Chẳng ai khác cả. Đấy chính là nhân dân cả nước. Hàng trăm triệu người sẽ lại nai lưng ra để trả nợ cho các quan chức. Đây là hình ảnh biếm họa các dự án ngàn tỷ đều là miếng đất béo bở cho tham nhũng với người đảng viên Cộng sản. Nhà báo Võ Văn Tạo khi trả lời đài FA ngày 3 tháng 11 cho biết ý kiến của mình liên quan đến vấn đề này như sau. Các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội đổi lên có tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Hà Nội. Tuyến Cát Linh - Hà Đông thì sẽ không cần nói nhiều bởi báo nhà nước đã đăng rất nhiều về cái này, cứ hoãn tới, hoãn lùi. Và cuối cùng vào ngày 6 tháng 11 này, họ quyết tâm đưa vào khai thác. Ban quản lý còn nói 15 ngày đầu cho đi miễn phí để khuyến khích mọi người sử dụng. Nhưng thật ra quá trình họ làm thì qua phản ánh của báo chí thì tất cả những sơ suất cẩu thả của nó. Nhưng chưa biết đoàn tàu như thế nào, nhưng riêng đường ray trên cao đã có rất nhiều vấn đề về chất lượng, yếu kém, rỉ sét, vỡ lở lung tung. Báo chí đăng rất nhiều. Vì vậy, nhà báo Võ Văn Tạo e rằng người dân sẽ nghi ngại khi sử dụng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông này. Và dù được miễn phí đi chăng nữa thì người dân sẽ không hồ hởi đâu, ai gan lắm mới dám đi, còn người cẩn thận thì không ai dám. Sau Cát Linh thì lại nổi lên cái Nhổn - Hà Nội, cũng là đường sắt trên cao, là nhà thầu khác của Hàn Quốc và họ đang đòi bồi thường hơn 100 triệu đô la
do giải tỏa chậm mặt bằng. Họ đã đe rồi, nếu không bồi thường thì họ sẽ đưa ra trọng tài quốc tế. Tôi nghĩ nếu trường hợp đó thì họ vẫn thắng vì Việt Nam rất kém trong tranh chấp thương mại quốc tế. Cái đó thì cuối cùng những người đóng thuế là nhân dân phải chịu thôi. Hậu quả này, theo nhà báo Võ Văn Tạo, không chỉ ngành đường sắt, không chỉ chính quyền Hà Nội, mà theo nhà báo Võ Văn Tạo còn do những chỉ đạo phát triển kinh tế phản khoa học của lãnh đạo và chính phủ Việt Nam, khiến người chịu khổ cuối cùng cũng là trăm dâu đổ đầu dân hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021 với bản tin Đội vốn bị trì hoãn, bị kiện, làm sao các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội có hiệu quả cho được. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.